Hello, Lan chào cả nhà buổi sáng nha. Sáng nay gần 9 giờ là anh đi học nha bà con. 8 giờ 45 rồi. Giờ đang chạy tới trường đi học nha. Tới đây để trả tiền nha bà con, lấy thẻ băng ra trả tiền nha. Đậu ngoài lộ đồ thì không có tốn tiền bà con, mà nhầm khi mình quên á, mình không có chạy ra kịp á thì nó phạt còn hơn nữa. Thôi Lan đậu ở trong này chơi rồi đó, trong ca phạt nên Lan trả có mấy 3 đồng 2 à, trả 4 tiếng có 3 đồng 2 thôi, khỏi bị phạt. Nhầm khi hạ tiện 3 đồng 2, nói chung một năm thì cũng khoảng 500 á, chờ 500-600 á, thấy gì chứ, một năm cũng 500-600 đồng á bà con. Cho nên nhầm chị em ta đậu ở ngoài kia với mấy chị á, dò cẳng mấy chị khỏe, mấy chị đi hay lắm. Mị qua khỏi cái phạt này đi mị ở trên đó đó mới có chỗ đậu, nên Lan đi không nổi nha. Nên Lan đậu cái phạt ở trường một ngày với 3 đồng 2 thì một năm thì nó 52 tuần thì chắc một năm mình học 40 mấy tuần á, thì bữa hôm Lan có nhân rồi thì khoảng 500, hơn 500 đô một năm. Rồi thôi Lan cúp máy nha, chút xíu nữa đi chẻ mấy cái trái dưa hoàng kim, dưa kiến vua cho bà mấy bạn ăn thử. Quay đứng chúng mấy bà này chằng gây lắm đó. Chị Hằng cắt đi, chị Hằng bà cắt cái trái này ra chị Hằng. Trời ơi, cắt đi chị Hằng. Ê, cái này kêu bằng trái gì vậy? Cái trái giống như là người ta kêu cái trái kiến vua. Ừ, nè em để, chị để trên này và cắt nè, em để đó, chị để lên đó chị cắt đi, quá trời nó bự rồi chị. Vậy hay là vậy? Ờ, bà cắt xuôi vậy nè, xuôi vậy nè chị Hằng đó, ở theo cái cuốn đó đó. Ừ, ừ. Cắt thử đi. Ủa con đi. Con gì đó mất tiêu rồi. Ủa mới thấy Nguyên nó ra mà. Con Nguyên đâu ta? Nguyên ơi. Ê ngộ vậy. Ừ ăn cắt ra thử miếng ăn thử đi chị. Ừ thử người miếng đi. Ủa cái này chị trồng hay là má gì cho? Em trồng ở nhà, sáng em mới bẻ đó. Ừ em trồng đó chị cắt. Ủa nãy thấy nó ra mà. Ừ con Nguyên đâu ta? Mới thì nó đâu rồi? Trời ơi. Ơi bà này. Ê Trang. Trang. Ơ hả? Mày kiếp Nguyên đâu coi. Bây giờ còn hơi mệt nè, cái trái này chị mới bẻ nhà nè, còn hơi mệt. Vậy hả? Bây giờ tao chị vô trong rồi, rồi sao chị Lan, rồi rốt cuộc là sao? Trời ơi nó bị cái đó. Gì mà tôi coi trong YouTube nó, ủa bả bị hồi nào vậy trời? Lúc nó, đó vậy nó là đi về rồi cái sau đó. Đồi của em nó bị lóc lại.
lớp tôi đi về rồi, bởi vì tôi đâu có hay. Cái sau đời của em nó em bị lóc rồi. Em bảo là tại Út nó ở lại đó coi chị làm sao. Mà em nói rằng bây giờ em rồi coi cái tay chị bị cứng quá không? Rồi lớp của rồi. Hà lúc đó còn lớp tôi về sớm. Không, em sau mà em ra rồi em đứng lên chút rồi. Nè nè nè. Rồi cắt hết đi nữa ăn thử miếng. Em thấy chị đang còn nằm đó mà bây giờ nó còn đang tê một bên, chị hơi tê tê. Nhưng mà lý do sao? Vô chổng rồi nằm rồi nó chích thuốc đi về không hả? Phải. Bị khoan giờ cúp cái này đi kể chuyện chút xíu nha. Bị tăng xong nó lên. Tăng xong thì ghê vậy. Tăng xong nó lên hồi lúc ở đây em nghĩ ăn ba cái mỡ heo nè. Rồi ăn ba cái nấm. Ăn ghê quá. Ăn đi Hiền. Em nhớ bữa đó chị ăn gì không? Chị ăn nấm. Bữa đó nhớ mình ăn gì không? Mình ăn nấm nè, rồi mỡ heo, đứa nào đem mỡ heo lên. Ghê vậy, ăn mỡ heo gì? Da heo. Da heo mỡ muối mặn. Rồi nấm muối mặn rồi. Mà quế. Đúng rồi, xong em ăn xong đó nó mặn mặn. Ghê gớm ra. Tôi ăn rồi cả đống luôn, cho xong rồi. Em tưởng là cái bánh chip, chứ còn ăn mua ăn. Rồi cái ăn xong rồi vô cổng cái đầu chị nó bừng 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 là bị tăng xong lên luôn đó. Chị ăn cái đó này đi. Cái đó okay. Là bà mua nó mặn rồi. Bữa nay đỡ rồi, đỡ nhiều rồi. Cái dưa gì ngổ hả? Ờ ăn thử đi. Quá phải không chị à? Chia hai cho em chị. Cũng ngọt cái gì ăn. Cái này mùa hè đó. Mùa hè ăn á đỡ khát nước. Quá trời ơi, trái nó mập dữ vậy trời. Hai chị em ăn. Nè, chị Lê. Ngay nè. Chị xài dầu xanh mà nhỏ xíu, tôi mua Singapore. Đó. Có em còn tháng kêu cho em. Thì này tôi cũng bút đi Singapore hai bữa chơi nè. Khi nào? Chào dân nhỏ nè. Cuối tháng 12. Bút chưa? Bút rồi, 1,750. 23 tháng 5 tôi đi Thái Lan 2 tuần. Trở về rồi tháng 8 đi đâu? 1 tuần Singapore. Ông này ông mê Singapore thiệt á. Tôi thấy đi hoài đi vòng vòng có đi đó. Đâu con gái em nó gửi qua mấy chỗ đi ăn hàng rồi kìa. Gửi qua mấy cái chỗ này. Ủa? Ê, rồi chị có hỏi nó sao mà lên máy bay sao mà tôi muốn coi có được không? Em quên hỏi nó rồi, để em gặp nó em hỏi nó cho. Để nó em hỏi nó. Em hỏi nó nó trả lời cái em cho chị biết. Để em gặp cháu em hỏi nó. Ủa sáng nay không có ai chơi hả? Đó ăn xong rồi cái lên tầng xong đó chị Hằng. Ừ chị Hằng có bữa chết. Hằng ừ à, cái tuổi mang mình mà ăn uống không kỹ chết. Ủa rồi tôi thấy bây giờ ăn lâu câu nghĩ tôi em uống hộp thuốc đầu á tôi xuống 4 kg. Tao nói 2 tuần là tôi xuống 2 kg. Thế má lên cắm mía. Cắm mía. Cắm mía ít. Mẹ lên. My garden cắm mía. Uống hộp đầu xuống hè lắm. Ừ. 2 tuần. Thôi học xong bây giờ đi về. Nói chung ăn cái trái đó thì ngon lắm bà con ơi. Thôi giờ Lan đi về nha. Lan xin chào cả nhà. Hẹn bà con là clip sau. Bye bye bà con. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Thank you. Bye bye.